Xin chào cô chú anh chị các bạn. Bữa nay á, là bữa thứ ba mình ở Thái Lan, thì bây giờ mình vẫn còn ở Pattaya, tới chiều mới đi Bangkok các bạn. Cái anh với cái anh hướng dẫn viên á, thì ảnh kêu là lựa bộ đồ đẹp nhất để một chút xíu đi chụp hình, đi vườn lan Nông Nóc. Cái này là mình lựa bộ đẹp nhất, cái bộ đồ này là mình mượn của tiền chứ không phải của mình các bạn. À, bây giờ là chuẩn bị trả phòng luôn á, rồi đi chơi tới chiều, rồi đi lên Bangkok luôn. Bây giờ xuống ăn sáng nha các bạn. Còn thiếu gì nữa không? Thiếu gì nữa không mà? Cái mặt ta cũng thiếu chân mày nữa. Thế chứ, kẹt chứ. Thôi vậy là vừa rồi, còn ba mới thiếu chân mày nè. Đi cầm điện thoại đi, Cái thẻ nè, cái thẻ gì đó. đưa cái giỏ lên nè, đưa giỏ của mẹ đây, rút cái thẻ ra nè. Hồi nãy mẹ khen cái cánh cửa này làm bằng gì mà đẹp vậy? Tại vì kiểu như ở dưới quê mình đó các bạn, thì nhà người ta thường người ta sẽ chú trọng là cửa sắt, cửa nhôm hoặc là cửa cây thiệt, cửa cây chắc á. Hả? Cái Ủa màu kia cũng màu hồng chứ bộ, màu đó màu hồng tệ trời. Không có ở kiểu như nhà của mình ở đó, người ta nghe tới gián ép là người ta sợ, hoặc người ta nghe tới cửa mủ đó, cửa nhựa là người ta sợ, thôi sợ không chắc. Nhưng mà thật sự kiểu như vợ tân tiến nè, và cái cửa giống như cửa phòng hồi nãy á, thì cũng toàn bằng mủ bằng gián ép không, mà thấy vừa đẹp mà vừa chắc nữa. Mấy cái Dạ, làm kỹ đó. Hồi xưa là người ta chỉ bỏ cái bỏ cưa rồi này kia, cái người ta ép xuống vậy thôi, rồi xong rồi người ta đóng lại. Còn bây giờ là người mấy cái bỏ cưa rồi này kia, của dán ép á, của dán của cây á, người ta ép xuống xong rồi ta chế cái dán sắt, cứ Chế một lớp kèo. chế một lớp, cứ một lớp, dán chế một lớp keo, lớp dán chế một lớp keo vô, người ta ép xuống nó cứng mạnh, nó chắc lắm, nhiều khi nó chắc còn hơn cây nữa đó. Tại cây nhiều khi thời gian cũng một Nghe đúng nói cái không? khách sạn này mới xây. Còn 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 mấy cái keo đó biết nào một. Thấy Mấy điện cái mới xây không? Camera nó kẹp. nhựa các bạn, mấy cái cửa mà bằng nhựa chắc lắm, cầm là chắc nặng cỡ gỗ á. Ủa màu hồng giống nhau luôn hả Giống luôn á, giống vừa đen luôn phượng, thì giờ hơi đen nha. ta? Rồi hôm nay đi giăng nắng cái hồi lùi luôn á. Giờ hơi đen. Rồi không lộn lầu gì vậy? Không lộn lầu, không có đợi mình luôn. Lộn lộn không đợi, kiểu như đi mình luôn. Thì người ta có số mà. Ừ rồi là có chữ G. Ừ. Đi vô đây ăn các bạn. Ăn hủ tiếu ha.
con cái hủ tiếu hả? À, đi vòng coi nè. Đi vòng coi ở đây có cái gì nha, có giống ngày hôm qua không? Đây có sữa. Trà sữa, uống trà sữa không? Uống trà sữa không? Uống trà sữa không? Ừ. Có sữa đặc nữa kia kìa. Bên đó đó. Bên đây kìa. Bên đây thử đi qua. Gia vị nước mắm. Đi qua bên đây coi thử đi. Có mì Ý nữa. À, mình sáng mình làm biến ăn sáng lắm, tại vì mình ăn xong rồi mình đi chơi mình đi không nổi, ăn một chút chiếu à. À, đậu xào rồi xong rồi đó. Còn các bạn ơi, còn hủ tiếu, mừng quá, tưởng nó hết rồi chứ, tại vì cái này dễ ăn, có nước nướng á. Ăn ít là cái này nó có chút chéo à. Mình ăn cái món này rồi mình còn ăn món khác được hả thầy? Chứ còn có chỗ người ta làm cái tô bự quá, cái mình ăn chỗ khác không được. Giờ mình ơi kìa mẹ ngồi bàn kia kìa. Đây. Mình lấy thêm cái trứng ướp la nữa nè các bạn. Còn đây là mình lấy thêm dưa hấu với trà sữa, trà với sữa. Đây, đây có sữa đặc nữa nè. Ăn lẹ lẹ các bạn. Ăn xong cái này mình dẫn các bạn đi uống một loại nước đặc biệt nha. Chỉ có ở Pattaya, Thái Lan. À, không phải, mà chỗ này trồng nhiều. Ở Việt Nam không có nha, Việt Nam là đặc biệt không có này nha. Muốn uống này phải qua tới Thái Lan nè. Cái này là hàng cấm ở bển. À, vô cái này mà bán ở bển cho mình. À, sẽ được ở trong một căn nhà. Ở trong một căn nhà bằng đá. Có tặng được tặng được một cái vòng bằng kim loại không gỉ. Ngon. Cái cọng hủ tiếu đây nhỏ xíu xíu à. Nhỏ lắm. Xong rồi các bạn ơi, bây giờ mình đi mua nước uống nha. Cái nước này nó đặc biệt lắm. À, mà chỉ có ở Thái Lan mới có nha các bạn. À, mình nghe cái anh hướng dẫn viên nói là mình vô Comini mình mua cũng có nữa. Còn nếu mà tối mình muốn đi uống theo cái dạng cocktail là ở dưới quán bar cũng có nữa. Từ đâu vậy? Ủa Tư đâu rồi? Đi ra đây ở phía trước khách sạn có Comini ngay ở trước luôn á. Đây nè.
Trời, xe quá chừng xe luôn á ha. Xe 50 khỏe qua đây nè. Đây nè, cơ mini trước nè Tèn. Bây giờ không biết vô, vô không biết nói sao nữa. Nhớ đưa hình nha. Dạ. Có thấy không? Nói chung là nó có sẽ để cái hình, cái hình của cái lá đó các bạn. Biết rồi, biết rồi. Có hình của lá đó không? Đây nè, vô đây nè. Đây. Nước này gọi là nước ngủ ngon nha các bạn, uống vô là ngủ ngon chứ không phải là ngủ. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lấy đi. Lấy mấy chai đi. Nhiêu tiền hả Tiền? Đây cho ba mượn chai. Cho danh lấy đi. Đây. Đây. Cái lá này nếu mà ở Việt Nam mà cái lá này ở Việt Nam mà mình uống hoặc là mình buôn bán là mình sẽ được nhà nước cấp cho mình một căn nhà bằng đá, cho mình một bao cái ăn, bao nuôi trọn đời. Bao ăn nói chung là bao ăn ở ngày ba bữa cho mình tập thể dục thể thao từ. Chai xanh ngon hơn, con nghĩ chai xanh chắc ngon hơn. Thì lấy. Và cho mình một cái kiềng bằng kim loại không gỉ. Ơi. Ê cho mượn cái vàng cái. Lá dứa. Cái gì? Cái lá này là đúng rồi, lá dứa là mình lá dứa. Đó, bạn vui vẻ, bạn uống có thể vui vẻ. Uống vô là cười á. Như là nó. Nó đó. Nói chứ cái bông, cái nhựa của cái bông á thì nó mới là tổng hợp làm một cái loại khác thôi, còn cái này nè, cái nước này nè là làm bằng từ cái lá của cái cây cần sa. Thì cái lá của cái cây này nó có nhiều vitamin lắm, cho nên là người ta tổng hợp vitamin B13. B12. B13 đâu? Vậy hả? Vitamin vitamin B12 13 gì đó. Đâu rồi? Thì nói chung là uống cái này vô nó sẽ giúp cho mình có vitamin thôi, rồi tối sẽ ngủ ngon hơn thôi chứ không có gì hết. Rồi ra tính tiền đi, lấy ba chai ha. Có tiền không? Ừ, có. Đi. Còn mua cái gì nữa không Tiền? Đi. Mẹ mình á vừa mới nghe cái lá này một cách thôi, mày đừng uống nha. Qua tới đây rồi mà phải uống cho biết chứ. Nói chứ cái này là tại vì cái này là cái nước, chứ cái này là nó không có phải là cái gì hết. Cho nên không sao nha các bạn. Nước, vitamin thôi. Vitamin vui vẻ hả? Ê, chụp hình lại nha, chụp hình đăng bằng vitamin vui vẻ. Để cái lá này là người ta biết rồi. Hay gì được chưa? Kiếm tiền kìa. Con có hai cái lẻ nè. Bác có tiền lẻ nè. Cái này là cái gì vậy? Cái này hai xu nè, hai một bạc, hai bạc. Cái này là sao nữa? Một bạc nè. Hai bạc nè, còn này là 5 bạc nè. Không biết. Này là nó hai cái này là 10 bạc nè. Còn từ 147. Nè, 147 không? Đó, vậy là đó là bao nhiêu rồi? Cái này là 4 này lấy lại một bạc này, gọi là 47 đúng không? Ok. Giờ thấy vậy chưa? Chết xe tiền rồi. Hôm nay còn mấy nghìn tiền lẻ. Đi.
8 giờ rưỡi lên xe, bây giờ 8:15 rồi các bạn. Đứng đây đứng chụp camini á. Nè. Đứng đứng chụp ngay camini là đẹp. Không thấy, đưa con hai cái chai con quay thôi, hiểu không? Thấy không? Ủa? Ê. Đưa con một cái chai kia nữa. Có hình cái lá, quay cái hình cái lá vô. Qua bên Thái các bạn mua cái này uống thử nha các bạn. Vitamin vui vẻ. Ủa tính ra vitamin vui vẻ mà rẻ quá ha. Hồi tối này á, kiểu như hồi tối này là mình còn ở một đêm ở Pattaya mà mình không có đi chơi, tại không có ai để đi chung hết á. Không ai đi chung chứ ở đây quán bar quá chừng luôn, quán ăn, quán bar, quán ăn uống. Nói chung là nhiều dữ lắm. Rồi đi 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 về. Phải vô. Chưa phải chưa vô. Chưa, đợi con chờ Tuấn Thành cái đã. Rồi tắt đi quanh. Ở bên đây á. Mấy xe chạy nhanh ghê, mà xe hơi nhiều xe máy. Qua đường không dám qua luôn. Tại xe chạy nhanh đó các bạn. Hồi nãy là mình trả phòng rồi, người ta kiểm tra phòng rồi, bây giờ là mình chỉ về mình xách vali lên xe thôi à. Này nó nhiều khu ghê luôn, 1, 2, 3, 4, 5 5 khu. Vô đây uống thử ha. Ờ vô đây à, vô đây này ngồi các bạn. Ủa, qua đây đi, qua đây sáng hơn nè. Ui. Tật nắp chân ven. Anh phải này không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Vitamin vui vẻ. Ai? Chú uống lấy vui vẻ. Sáng ra. Anh ơi, em uống này thôi mà có gì lỡ cả ngày nay. Nè uống đi, xin mời cả nhà nha. Nói, anh nói cái này là bình thường, uống nước như nước bình thường, có vitamin vậy thôi à. Ờ nước cả như nước nước không bỏ đường nhưng mà nó có mùi hơi lạ. Cái mùi này, cái mùi lá này giống như mùi lá gì ta, nó lạ nhưng mà đã nghe rồi. Mùi the bạc hà. Phải không? Cái mùi hửi hửi, cái mùi giống như cái lá kinh giới. Kinh giới, hung giới. Hung hung lũi, hung lũi. Ờ, cái đó là cái mùi của lá bạc hà. Ờ. Mùi lá hung lũi. Thì mùi lá bạc hà. Ừ. Sao uống gì ít dữ vậy? Y như mà đâm cái nước nó không lũi ra 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 dắt vô qua đường nó thiệt, ngoài anh không có gì hết trơn. Ngoài ra thấy nó bình thường lắm. Để khui cái chai vàng thử coi nó còn mùi gì không, đúng không? Y như đâm cái lá đó đâu mà bình thường, đâu bình thường. Thì ý là ngon nhưng mà nó kiểu này là vậy nè. Có đường quá. Cái dạng ngọt nó giống như ngọt đường hóa học vậy đó. Uống vô cái đầu lưỡi nó vẫn còn ngọt. Mà nó thơm thơm mùi bạc hà. Thơm thơm mùi bạc hà mà uống the chút xíu. Nói chung là uống cái nước này ngon nhưng mà nó kiểu ngọt của đường hóa học.
màu này cũng giống. Ơi. Ngắm này mật ong. Này mật ong nè. Cô uống vô sau. Lần lần cái gì? Nó sao nó nóng nóng người lên liền. Không thiệt. Không thiệt. Đừng la lớn. Nó không, không có, cảm thấy tim nó đập nhanh hơn á. Ừ, tại vì con thiệt con cảm thấy nãy giờ đi vô mệt. Không biết luôn. Nãy giờ đi vô mệt á. Không biết nữa. Bốn cái cũng này các bạn, này là mật ong. Còn cái chai này. Bạc Hà hả? Cái chai này là không phải mật ong. Không biết. Là cái gì? À này chanh mật ong nè, còn cái này là lá dứa. Lá dứa nè, có cái lá dứa nè. Ừ. Thấy không? Xin mời cả nhà nha. Uống như nước chanh mật ong vậy á, nhưng mà nó chanh mà chắc hơi đắng chỏ chút. Dính thử không? Kiểu như chanh mà hơi chắc không kỹ cái vỏ thôi. Y như nó có vị the the với chua chanh. Không, chai này ngon hơn. Chai màu xanh ngon hơn. Hên, cô mua hai chai màu xanh. Đi vô xe các bạn ơi.